Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Trọn vẹn trong Đấng Christ, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Côlôse chương 2 từ câu 6 đến câu 15. Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Giêsu là thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài. Hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ và càng gia tăng trong sự cảm tạ. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với Ngài trong báp têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Côlôse chương 2 câu 10. Nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài. Trong một bộ phim nổi tiếng, nhân vật nam là người đại diện thể thao thành công, nhưng lại có cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Trong nỗ lực chinh phục lại Dorothy vợ mình, anh nhìn vào mắt cô và nói: "Em là người khiến anh được trọn vẹn." Đó là thông điệp ấm lòng lặp lại từ câu chuyện trong triết học Hy Lạp. Theo truyền thuyết đó, mỗi người trong chúng ta là một nửa và phải tìm được nửa còn lại để trở nên trọn vẹn. Niềm tin cho rằng bạn đời là người bổ sung trọn vẹn giờ đây đã trở thành văn hóa đại chúng. Nhưng liệu điều đó có đúng? Tôi đã nói chuyện với nhiều cặp vợ chồng vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn, bởi vì họ không thể có con, hoặc những cặp vợ chồng có con nhưng vẫn thấy thiếu điều gì đó. Cuối cùng thì không ai có thể khiến chúng ta trở nên trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô đưa ra một giải pháp khác. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài. Chúa Giêsu không chỉ tha thứ và giải phóng chúng ta, nhưng Ngài còn khiến chúng ta trở nên trọn vẹn bằng cách đem sự sống của Đức Chúa Trời vào trong đời sống chúng ta. Hôn nhân là điều tốt đẹp, nhưng không thể khiến chúng ta trở nên trọn vẹn. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm điều đó, thay vì trông đợi con người, sự nghiệp hay bất kỳ điều gì khác khiến chúng ta được trọn vẹn. Hãy chấp nhận lời mời gọi của Đức Chúa Trời để sự đầy trọn của Ngài phủ lấp đời sống chúng ta ngày càng hơn. Bạn từng tìm kiếm sự đầy trọn thuộc linh qua con người thay vì Chúa như thế nào? Việc Chúa Giêsu khiến bạn trở nên trọn vẹn đã thay đổi quan điểm của bạn về hôn nhân và đời sống độc thân như thế nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Ngài đã khiến con nên trọn vẹn qua sự chết, sự sống lại, sự tha thứ và sự hồi phục của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.